Bánh trung thu healthy giờ không chỉ tự làm mà còn có thể mua được cơ. Ăn uống lành mạnh đã thực sự trở thành một xu hướng nên những sản phẩm healthy ít clean cũng được làm ra nhiều hơn. Từ bánh ngọt cho tới cả bánh trung thu truyền thống cũng được biến tấu theo kiểu healthy để cộng đồng ăn uống lành mạnh có thể mua và ăn thử. Mình đang có trong tay những chiếc bánh trung thu healthy 100%. Nhìn cái bao bì thì chẳng khác gì bánh trung thu thông thường nhở thậm chí vị ngon của nó còn không thua kém luôn nha. Ở đây thì mình đang có 4 vị là Việt quất kem sữa, sô cô la yến mạch, hồng trà trân châu và phô mai gà bông. Tất cả những bánh này thì đều được làm bằng bột mì nguyên cám và dùng đường ăn kiêng để xên nhân. Thế nên là kể cả những người đang bị tiểu đường cũng sẽ thích loại bánh này và calo chỉ có khoảng 330 calo một bánh mà thôi, bằng 1/2 thậm chí là 1/3 so với bánh trung thu truyền thống đấy. Bây giờ thì mình sẽ cắt bánh để nếm thử các vị và cũng đừng quên là uống thêm một cốc trà xanh nữa nhá. Không hiểu sao như cái bộ đôi trà bánh này cực hợp với nhau luôn. Đầu tiên là bánh nướng vị Việt quất, vị chua dịu và thơm ngậy của kem ít béo rất là dễ ăn tiếp theo là bánh nướng sô cô la yến mạch đây là một vị mà mình khá là thích khi nếm thì sẽ có hơi vị đắng nhẹ của sô cô la trong nhân còn có cả hạt yến mạch luôn nè bánh nướng hồng trà chân trâu có một cái thú vị là có viên chân trâu thật bên trong luôn khi ăn thì sẽ có vị dai dai vui cực ấy thơm vị hồng trà cực kỳ còn cuối cùng là phô mai gà bông phải nói là một trong những vị mà mình thích nhất nó giống như bánh ruốc mà mọi người hay ăn ấy có ruốc gà thật và kết hợp thơm vị phô mai béo ngậy bảo sao cái vị này luôn là best seller tuy nhiên thì các bánh này đều có một điểm trừ là hạn sử dụng khá là ngắn chỉ có thể sử dụng trong khoảng từ năm đến 10 ngày thôi do bánh ít ngọt và không dùng chất bảo quản nhưng mà thôi ăn như thế cho nó đảm bảo ấy ai không khéo tay hoặc lười làm bánh lỉnh kỉnh thì múc luôn cho nó tiện